quý Phật tử đứng đang ngồi bên phòng khách phía bên trái của thiền viện, xin mời ra bên ngoài để cho ban tổ chức chúng tôi tiện sắp xếp tổ chức lễ. Chúng tôi xin mời quý Phật tử ở phòng khách phía bên trái của thiền viện, xin mời ra bên ngoài để cho ban tổ chức tiện sắp xếp lễ và các phần hành khác. Giáo Hòa Thượng Thượng Từ Hạ Hán, Ủy viên Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Tỉnh Hội Phật Giáo Lâm Đồng Quang Lâm và Ban Đại diện Tỉnh Hội Phật Giáo Lâm Đồng Quang Lâm, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Pháp Chiếu, Phó Trưởng Ban Trị sự Tỉnh Hội Phật Giáo Lâm Đồng, kính kính có đoàn vào phòng khách. Và bây giờ tiếp tục theo chương trình là phái đoàn quý vị khách quý có tỉnh Lâm Đồng, gồm có đại diện chính quyền, đại diện mặt trận, đại diện ban tôn giáo và hòa thượng Thượng Thiện Hạ Hào, phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự trung ương đã Quang Lâm. Dạ, và ban tôn giáo thành phố Quang Lâm. Từ 7 giờ đến 8 giờ, chư tăng ni và Phật tử đề tự 8 giờ đến 8 giờ 15 cấp vào chương trình phần thứ nhất, phần hành chánh đúng 8 giờ 30 niệm hồng chân Phật, phần thứ hai tuyên bố lý do
Phòng thứ ba giới thiệu thành phần tham dự. Phòng thứ tư diễn văn của Hòa Thượng Viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm Phật giáo Lâm Đồng. Phòng thứ sáu phát biểu cảm tưởng của chính quyền. Phòng thứ bảy dân tặng kỷ vật. Phòng thứ tám đạo từ của Hòa Thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương. Phòng thứ chín lời cảm tạ của ban tổ chức. Vào phần hai chính thức các ban thánh thành niệm hương bạch Phật. 12 giờ để chưa đi công đức và con cách hồi quy bản nguyện. Và đến đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bà. Má luôn đi. Đại sứ này là bên là. Ủy ban ban dân tỉnh Lâm Đồng đã phân Lâm Đồng phái đoàn ông Trần Đình nguyên phó quá 70 rồi. Nhân viên mà tưởng lớn quá. Má nó mà rồi, thế rồi. Cái này cũng do tình đâu mà đời nhất nó không cảnh là
mọi người sát sanh sao? À. Lại lên đó đậu mà không có chỗ đậu, thành ra phải đi chờ cho mấy cái này. Có đất của tao cầm được không? Dạ được, con kéo ra được. À, kéo cho cầm ra đi. Dạ, thầy nói nghe con thầy. Số lượng người đến tham dự lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm quá đông. Xe cộ đậu đông nghẹt ở các bãi, từ ngã ba và hồ Tuyền Lâm đến Thiền viện. Bốn bãi đậu dành cho xe lớn, một bãi cho xe nhỏ và một bãi nữa cho xe Honda trong khuôn viên của Thiền viện Trúc Lâm. Xuống đây đi, đợi vô. Cô bước xuống cô bày cho lực lượng công an đang yểm trợ cho giao thông đó, và ở phía mặt bên kia. Cô đơn đó hả? Dạ. Sáng mình vô, mình đường đi vô mình thấy đó. Người vỡ tâm hồn đầy.
camera quá nhiều. Phần thứ hai, chúng tôi phần tuyên bố lý do xin. Nửa bạch Hòa Thượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nửa bạch Hòa Thượng, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Nửa bạch Hòa Thượng, Ủy viên trong Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nửa bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni trong các ban Trị sự Tỉnh hội, Thành hội và các chùa an tự viện. Về khách quý, quý vị đại diện đảng, chính quyền, các cấp cùng toàn thể quý Phật tử về dự lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm hôm nay. Thưa quý Việt vị, Thiền viện Trúc Lâm là một trung tâm thiền phát nguồn từ đại nguyện và tâm huyết của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Hòa Thượng là một tăng sĩ Việt Nam đã chu mang trong lòng một hoài bão khôi phục thiền tông Việt Nam. Đó là nguồn đạo lý đã tạo nên sức mạnh cho dân tộc đã ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông, tạo nên những trang sử vẻ vang cho dân tộc. Đó cũng là tinh hoa của Phật giáo Việt Nam. Hơn 6 năm dài, kể từ ngày khởi tâm và làm đơn xin phép xây dựng thiền viện tại thành phố Đà Lạt, và qua 8 tháng khẩn trương thi công xây dựng công trình thiền viện Trúc Lâm. Thiền viện Trúc Lâm đã hoàn thành phần cơ bản và đang tấm hình trong nắng ấm của Tết Xuân Nguyên. Một tên là nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, cùng sự chỉ đạo đúng đắn của chư vị tôn đức trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền mặt trận các cấp và lòng nhiệt tình hộ pháp của chư thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài nước. Hôm nay là ngày 8 tháng 2 năm Giáp Tức, tức là ngày 19 tháng 3 năm 1994, là ngày lễ kỷ niệm xuất gia của Đức Thế Tôn. Nếu ngày hôm nay là cái nhân để Thái tử Sĩ Đạt Ta thành đạt Phật quả, thì buổi lễ khánh thành thiền viện Trúc Lâm hôm nay cũng là cái nhân giúp cho các thiền sinh có điều kiện tốt để tiến tu đến sáng đạo, sớm hoàn thành đạo nghiệp của mình. Thay mặt ban tổ chức buổi lễ, chúng tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc buổi lễ an vị Phật và tánh thành thiền viện Trúc Lâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trang chúng tôi xin công thành thánh thượng tọa. Thưa quý vị, từ cái đạo Phật xuất nhập vào các cửa ta, nghe bao thăng trầm liễn tiền của những tăng tử, ngôi chùa Phật giáo luôn là trung tâm sinh hoạt văn hóa tâm linh của dân tộc. Luôn được hình ảnh mô phạm về tình hoài một ngôi chùa được kiến tạo hợp thời hợp pháp, về tình yêu thương con người, đất nước và sự hiểu biết siêu việt, không gian, thời gian,
để hướng đến lý tưởng sống cao đẹp, góp phần xây dựng cho non sông gấm vóc trong sinh tươi lần đầy, đồng thời cũng là nơi quy ngưỡng an lành cho quần chúng Phật tử trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con xin giới thiệu Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Công Phòng 2, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con xin giới thiệu Hòa Thượng Thích Đạt Đạo, Ủy viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con xin giới thiệu Hòa Thượng Thích Tự Mạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Tịnh Hội Phật giáo Lâm Đồng. Chúng con xin giới thiệu Hòa Thượng Thích Thanh Từ, Viện Chủ Thiền Viện Trúc Lâm. Chúng con xin giới thiệu Thượng Tọa Thích Trí Quảng, Trưởng Ban Phòng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tôi xin giới thiệu Đạo Tù Võ Việt Cường, Trưởng Ban Trung Tòa Hội đồng Trị sự Trung ương. Chúng tôi xin giới thiệu về Chủ khách quý. Chúng tôi xin giới thiệu ông Hồ Trọng Thiên, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ. Chúng tôi xin giới thiệu ông Huỳnh Minh Chiến, và xin giới thiệu ông Đặng Đức Lời, Hường Vũ Tự Mị, đại diện Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi xin giới thiệu ông Phạm Phùng, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Chúng tôi xin giới thiệu bà Cao Thị Quế Trương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi xin giới thiệu ông Phạm Bán, Phó Chủ tịch. Chúng tôi xin giới thiệu Phụ Trịnh. Chúng tôi xin giới thiệu ông Ngô Văn. Chúng tôi xin giới thiệu ông Dương Tổ, Phó Chủ tịch. Chúng tôi xin giới thiệu ông Huỳnh Văn Cảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Lạt. Tôi xin giới thiệu ông Đỗ Quốc Dân, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin giới thiệu ông Hoàng Như Mai, Viện Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin giới thiệu Ban Văn hóa Tòa Phàm Bảo Giác Ngộ. Chúng tôi xin giới thiệu đại diện, và chúng tôi xin giới thiệu đại diện tại trường hình tỉnh Lâm Đồng. Chúng là Thượng Thái Viện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi xin giới thiệu đại diện Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận các cơ quan đoàn thể phường 3 thành phố Đà Lạt về tham dự hôm nay. Chúng tôi xin giới thiệu Sư Tôn Phạm. Chúng tôi xin giới thiệu Sư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, Phật tử Phái Đoàn Phật giáo tỉnh Sông Bé. Chúng tôi xin giới thiệu quý vị, chúng tôi xin giới thiệu Sư Tôn Túc và Phật tử Phái Đoàn Phật giáo tỉnh Trà Vinh. Chúng tôi xin giới thiệu Sư Tôn Giáo Phẩm và Phật tử Phái Đoàn Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Giáo Phẩm và Phật tử Phái Đoàn Phật giáo tỉnh Châu Đốc. Chúng tôi xin giới thiệu Sư Tôn Giáo Phẩm và Phật tử Phái Đoàn Phật giáo tỉnh An Giang. Chúng tôi xin giới thiệu Sư Tôn Giáo Phẩm và Phật tử Phái Đoàn Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi xin giới thiệu Sư Tôn Giáo Phẩm Phái Đoàn Phật giáo Bến Tre. Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Tùng, Viện Trưởng Thiền Viện Trúc Lâm, Đạo Diễn Lâm Khai Mạc. Xin kính cung thỉnh Hòa Thượng. Kính thưa quý vị, hàng giáo phẩm đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa quý vị, đại diện đảng, chính quyền, mặt trận các cấp. Kính thưa tất cả tăng ni và toàn thể Phật tử. Thưa quý vị,
hôm nay, Thiền viện Trúc Lâm phần xây dựng căn bản tương đối đã xong. Chúng tôi tổ chức lễ khánh thành. Công trình kiến trúc này được sớm thành tựu là nhờ sự ủng hộ và khích lệ tinh thần của quý hòa thượng Giáo hội Trung ương, Giáo hội tỉnh Lâm Đồng, nhờ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, các phường, ban công giáo, mặt trận, các ngành các cấp chính quyền và ban giám đốc Hồ Thiền Lâm nhiệt tình giúp đỡ bằng cấp và mọi dễ dàng cho chúng tôi. Nhờ sự tận tâm, tận lực của chư tăng ni và Phật tử gần xa, kẻ công người của chung lo cho công trình xây dựng này, chúng tôi chân thành tri ân tất cả quý vị. Thưa quý vị, về mặt hình thức, Thiền viện Trúc Lâm đã tạm ổn định. Xong về mặt tinh thần thì mới đi được bước đặt thành lập Thiền viện Trúc Lâm với mục đích khôi phục thiền tâm Việt Nam. Nói khôi phục thiền tâm Việt Nam tức là làm sống dậy thiền tâm đời trần. Bởi vì thiền tâm đời trần mới đủ tư cách biểu cho thiền tâm Việt Nam. Kể từ đầu thế kỷ 17 về sau, các phái thiền từ Trung Hoa đã truyền sang Việt Nam. Mãi đến thế kỷ 13, vua Trần Nhân Tông đi xuất gia lấy hiệu Trúc Lâm Đại Đầu Đà, tu trên núi Yên Tử, mới thành lập phái thiền Trúc Lâm Yên Tử. Đây là phái thiền Việt Nam đầu tiên trên đất nước Việt Nam. Thiền tâm đời trần cũng là Phật giáo đời trần. Vì thời này các thiền sư là người lãnh đạo Phật giáo